Tiền mua thứ khác để ăn sếp. Ý tôi bảo là tại sao đang trong giờ làm mà cậu lại đi ăn mì? Em làm gì có tiền mua đồ ăn khác, em phải ăn mì thôi, tiết kiệm. Ý tôi hỏi là tại sao? Báo cáo sếp, em mời đi khách về. Bây giờ em đói, em ngồi đây ăn một tí cũng thịt mắng à? Đấy, ý của tôi là cả ngày ấy, cậu ăn mì thế này làm sao mà được? Em chỉ đủ tiền để ăn mì thôi. Số tiền còn lại em chi cho việc yêu đương nữa. Con Ngọc người yêu em nó ăn tháp lắm. Thế cậu không biết là mì tôm này còn có dạng gói à? Cậu mua dạng gói nó rẻ hơn rất nhiều. Em ngu đấy nhỉ? Đúng rồi, bỏ cái này đi. Chuyện yêu đương tốn kém. Báo cáo sếp là hai ngày tới thì xin phép sếp cho em nghỉ. Em đưa con Ngọc béo người yêu em đi chữa lành ở Huế. Máy bay thì chắc là em không có đủ tiền mua rồi. Chắc em phải đi tàu thôi. Đi tàu hỏa vẫn đắt. Thôi bây giờ như này nhé. Tuần sau tôi cho cậu nghỉ nguyên cả tuần. Để cậu và người yêu đi xe máy vào cho nó rẻ. Lương 5 triệu chứ sơ hở ra đòi đi chữa lành. Thì tiền lương tôi đã đủ. Nhá, tuần sau cứ nghỉ đi, nghỉ nguyên tuần. Đi xe máy thì cũng được đấy. Yêu nó hơi nặng, tốn xăng tí thôi. Vẫn tiết kiệm. Mì gói rẻ hơn. Chắc là em về. Chia tay rồi sếp ạ. Yêu đương tốn kém quá. Cậu thì làm gì có ai yêu nổi mà đòi thay người yêu. Ồ hay nhỉ. Gái công ty mình còn nhiều mà. Đây. Nó. Ê. Bạn ơi, tôi nói cho bạn nghe. Em Ly tuy là nhân viên mới, thế nhưng mà em cũng đã tốt nghiệp cái mức thạc sĩ rồi. Bạn thử xem bạn có xứng không? Bạn nhìn lại bạn đi, cao đẳng còn chưa đỗ. Thế để mà xứng với em nó thì ít nhất cũng phải là cử nhân. Biết mình biết ta. Này, bạn ơi, nguyên công ty này, trừ cái ông này ra thì không ai xứng hơn tôi hết. Bạn nghĩ bạn xứng? À, không phải tôi thì chẳng lẽ là bạn thật. Kinh quá nhở, là tôi mà. Thế mà tôi không biết đấy, bạn tài quá. Nào, cứ bình tĩnh. Đã thế thì tôi sẽ cho cả công ty bỏ phiếu cho hai cậu. Thế cho công bằng. Vâng. Được chưa? Vâng. Em tưởng cho gì? Riêng cái trò bỏ phiếu nhá. Quả này không có tầm với em nhá. Nhan sắc của em là số 1 công ty. Sếp ạ, em cực kỳ thích Long ở cái điểm mà Long vô cùng lạc quan. Cực kỳ lạc quan đấy. Thế này. Lòng về khó đoán. Đúng là không thể hiểu nổi. Thật, em cũng không hiểu nổi. Lòng người thật là khó đoán. Tôi đang hỏi cậu. Gì em? Cái này của ai? Của em ạ. Cái này của ai? Của em. Một phiếu này cậu từ bỏ cho mình đúng không? Nhầm. Với quả nhan sắc và đồ hot của em thì 40 cái phiếu này chưa chắc đã có một phiếu mà hạ được những phiếu của em. Một chày là ăn ngay. Sếp ạ, như em vẫn nói với sếp là em vô cùng thích Long ở cái điểm là Long rất lạc quan. Anh Long. Thế là không cần phải hỏi là mọi người biết được cái chày này là của ai gì nhỉ? Anh đi cho bọn anh hộ cái. Anh đi cho bọn anh hộ em. Đẩy cái người này. Anh Khánh. Một chày này là của tôi. Lòng người thật khó đó. Đúng là không thể hiểu. Cái chày này là của ai? Thưa sếp, sếp nói là
cái việc cạnh tranh thì sẽ để cho hai người bọn em cạnh tranh công bằng với nhau. Thế tại sao sếp lại lén tăng lương cho anh Long? Sếp trả lời em đi ạ. Tăng lương là việc của tôi, liên quan gì đến cậu mà cậu thắc mắc? Đấy là tôi còn chưa nói mức lương của mỗi người là bảo mật, làm sao cậu biết được? Cái việc mà tại sao em biết thì em nghĩ rằng nó không quan trọng mà sếp cũng không cần quan tâm ạ. Sếp chỉ cần xác nhận hộ em có đúng là sếp tăng lương cho anh Long không ạ. Cậu không phục à? Em không phục chứ ạ. Được rồi, bây giờ tôi sẽ giao cho hai cậu một đề bài cùng làm, rồi sau đó nộp lên cho tôi. Đơn giản ạ. 5 phút. Thì tướng. Dạ thưa sếp, đề bài sếp ra em đã làm xong rồi ạ. Mời sếp ngự lãm. Đấy sếp ơi, sếp xem trong thời gian ngắn ngủi như vậy thì chỉ có một mình em là hoàn thành đúng thời hạn, mà chỉ có một mình em là đủ năng lực để tăng lương thôi, chứ không phải là anh Long sếp ạ. Mong sếp xem lại. Cứ bình tĩnh, chưa qua deadline. Tình hình là cái kế hoạch mà sếp đưa cho em đã hoàn thành rồi. Đồng thời thì em có bảo nhân viên làm cho sếp thêm 3 phương án dự phòng nữa. Thì sếp xem qua. Thế nào? Thấy trình độ chưa? Dạ thưa sếp, thì để mà nói thì em không phục. Bởi vì trong trường hợp này thì em có nhận là em hơi chủ quan một chút, nhưng mà nó cũng không có gì to tát cả. Nói chung là em không phục. Cậu không phục cái gì? Vâng. Long. Dạ. Gọi điện sang công ty đối tác ABC để hỏi xem tiến độ hợp đồng đến đâu rồi. Dạ sếp. Alo Văn à, thế cái hợp đồng của công ty anh với công ty cậu đến đâu rồi? Sao lại chưa ký? Chiều nay lập tức mang hợp đồng qua sinh học của anh để sinh học của anh ký. Thế để nếu mà vui vui thì bảo bọn trẻ con làm chụp cái hợp đồng nho nhỏ mang đây để cho sếp anh ký chơi nhá. Biết hậu quả nếu mà không làm theo rồi nhá. Anh sẽ bảo bố anh lập tức dừng đầu tư một số hạng mục với cậu đấy. Ừ. Sao? Thế nào? Phục chưa? Thế nào? Biết thế nào là nhất quan hệ gì tiền tệ chưa? Dạ thưa sếp, em tưởng gì hóa ra là sếp cần quan hệ ạ. Thế mà sếp không nói sớm. Gì chứ quan hệ thì em cũng có. Cậu có quan hệ à? Dạ vâng. Quan hệ ngoài luồng hay là gì? Thử xem. Alo chú Minh ạ. Dạ vâng, chào Khánh đây ạ. Chú ơi, có phải là chú đang cho công ty ABC thuê một cái văn phòng? Dạ vâng, dạ vâng. Không phải là cháu điện là để xin giảm giá tiền nhà, mà chú cho cháu hỏi là bây giờ chú đang cho thuê là bao nhiêu tiền một tháng ạ? 70 triệu một tháng. Thế thì thế này chú nhé, từ tháng sau chú tăng gấp đôi cho cháu là 140 triệu đồng trên một tháng. Dạ vâng ạ. Này này, cậu nói cái gì đấy hả? Ây, không biết là tăng tiền nhà rồi thì ký hợp đồng kiểu gì nhỉ? Tăng tiền nhà cơ à? Sếp để yên. Xem cho anh nhá, 2.000 tấn hàng của ABC cập cảng ở đấy, bố trí người giam đi, càng lâu càng tốt, 2 tháng thì ok chốt. Như nào? Bây giờ ông lại thích giam hàng với tôi à? Giam hàng chưa to nhá, mở mắt ra mà nhìn. Này, sếp để em. Alo anh ạ. Vâng ạ, có cái thông tin là 2.000 tấn hàng của công ty ABC vừa mới cập bến ấy, mà một nửa chỗ đấy là thu thuế chưa nộp. Dạ vâng vâng. Anh truy thu hộ em mà cần phải cắt xẻ nó đi cho nó xong. Okay. Vâng ạ, anh hộ em với nhá. Thế nào? Bây giờ thích thế nào? Tưởng đấy là to này. To. Phòng cháy chữa cháy nhá. Tức làm luôn đi xem nào. Thôi. Các cậu đang làm gì đấy? Hả? Các cậu làm thế, công ty kia nó sập thì tôi kiếp đầu với ai? Hả? Biến. Dạ vâng, biến ạ. Rồi, ai to? Sao như nào? Hả? Ông tưởng ông to đấy à? Ông tôi thế này, tôi nói ông nghe, quan hệ của ông chưa là cái gì đối với tôi nha, biết chưa? Chưa là gì á? Chính xác đấy. Cho ABC sập luôn. Này, cho ABC sập á? Tôi cho cái công ty này sập luôn. Ok. Alo anh ạ. Sập cái gì hả? Rồi quay lại đây, quay lại đây, tôi tăng lương.